to my channel Lugu Live Vlog. Và bây giờ là mình đang ở đứng cái đằng trước của cái đài phun nước các bạn đó. Ở bên kia là cái Bigman Tower đó, Bigman Tower đó ha. Rồi ok, thì ở ngoài đây là cái đường đại lộ nè các bạn, đây là đường đại lộ nè đó, nhìn cũng khá là thú vị ha. Thì hôm nay mình không có đi tập yoga, mình là đi tập dance ha. Đó, mình đi tập dance. Tại vì nghe con nghe trong người nó mệt mỏi á các bạn. Cho nên là mình muốn coi như là tập dance với lại âm nhạc á. Đường phố về đêm. Đó bên kia là Highland. Highland Coffee. Đó ngay góc ở tư Highland Coffee. Yeah. Đó. Thì nghe nhạc ở đâu lớn chưa ta. Rồi mình sẽ đi một vòng các bạn xem nha. Đó đây này các bạn. Bên đây là cái bãi giữ xe nè, mình đi vòng một phía này cho các bạn xem á. Đó. Thì nói chung là nếu mà đầu óc mệt mỏi vậy thì có nghĩa theo mình nghĩ là đi dạo đó là dạng là một cái hình thức cũng rất là thú vị á các bạn. Đó, bên đây người ta bán đồ rất nhiều ha. Em muốn đặt lượng trà đi. Đó. Đây cái bãi đậu xe ở đây nè các bạn, đó mình cho các bạn xem nè. Đó cái bãi đậu xe người ta đang ra nè. Ok và bây giờ mình đi về đây các bạn, thì hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo nha. Và nhớ là hãy đón xem cái kênh YouTube của Lugu Live Vlog. Và nhớ là hãy subscribe như là đăng ký cái kênh YouTube của mình. Ok, see you later. Have a good night.